Tết thì ngoài mai đào ra thì chúng ta sử dụng những loại hoa đa màu sắc để cắm thì nhìn nhà cửa nó sẽ rực rỡ. Ví dụ như hoa ly, hoa thực dược bây giờ rất nhiều màu sắc, rất là tươi tắn, nhìn sang trọng. Hoa hồng, đồng tiền hoặc là các loại như kiểu hoa cẩm chướng. Ngoài chọn hoa, tức là mình phải chọn được hoa tươi, hoa mới cắt, mình có thể bổ sung cái gói dưỡng hoa bán sẵn hoặc là có những cách rất là đơn giản. Ví dụ như là mình có thể cho vài giọt nước xà bát, 1-2 thìa đường, đổ khoảng 5 đến 10 xăng nước ngập chân hoa là được rồi. Cắm hoa mình sẽ bỏ hết lá dưới phần gốc đi và mình cắt chéo gốc. Khi cắm mình cần vệ sinh sạch sẽ hoa, cắt chéo gốc, nên thay nước hàng ngày, cắt bớt gốc hoa, rửa sạch chân hoa thì hoa nó sẽ bền hơn rất là nhiều. Muốn hoa nở nhanh ý, thì mình có thể cắm nước ấm tầm khoảng 5-60 độ. Còn nếu mà mình muốn nó nở chậm hơn thì mình lại có thể cho mấy viên đá lạnh ấy.